Cho mì xào phải để đũa, cơm thì để muỗng, mà đũa thì mắc hơn đó nha. Đúng, đũa nó mắc tiền hơn. Xào su với cà rốt này, cái này mì, cái chén này cái gì vậy chứ Nam? Mấy cái bột nêm của nó đó hả? Này đang chuẩn bị đang làm mì mì sao không chơi ở ngoài mà chung vô đây chơi vậy hả? Hả? Sao không đi chơi ở ngoài đi? Chung như chỗ người ta làm việc chơi không mà. Đi ra ngoài. Đi. Đi. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi mau lên. Đi. Còn dưới leo sao? Bông súng với củ hoa rồi khoai à, cái này đi xin về rồi mới chia ra nha, bịch nhỏ nhỏ như này. Cái này là có hũ hoa với bông súng à. Còn khoai mì, còn dưa leo nữa, dâu nữa, dâu nữa, này này dâu phá nữa nè, cái con này cũng phá dữ lắm nè. Sáng sớm có 5 giờ, 40 mấy 5 giờ dậy làm.
À đây là đó. Lúc kia tối thấy xanh rồi, giờ sáng lên thấy nó vàng, nó chín hết trơn. Hộp mì bữa nay thấy đẹp, sáng sủa. Bữa hổm để ôm súng đen cùi. Đợt này nó hết họp rồi hả? Khá khá chung liền mấy đứa nhỏ nó ăn nè, nó ăn để ít quá nó ăn không no. Mua được mấy củ su cũng đỡ. Ba cái đồ hàng bông này ngày bỏ cũng có mấy trăm ký dưới chợ. Chỉ chợ nông sản đi tôm không thì chắc cũng khoảng ngày bỏ chắc cũng khoảng 200 ký. Không nhất thiết phải là 50 hộp đó. Ít cũng được, nhiều cũng được. Ở đây để đi. Thì nhiều cho thì lúc nào cũng hết đó. Nhưng mà mình không nhất thiết phải là 40 bữa nào, 50 bữa nào 40 hay là 50-60 gì cũng được. Thì mình tính 50 thôi, nhưng mà nhiều khi mình làm nó dư nó thiếu cái gì không thành vấn đề. Muốn hộp cơm hả? Thank you.
này là trứng cút. Ba cái trứng cút cũng bằng cái trứng gà. Mà trứng gà thì bà con Khmer thì người ta cử. Đó, nó ngạt vậy á. Trứng vịt thì ăn, mà trứng gà thì cử. Mà ăn trứng gà thì không có nói ăn trứng gà. Cho mì xào phải để đũa, cơm thì để muỗng, mà đũa thì mắc hơn đó nha. Đúng, đũa nó mắc tiền hơn muỗng. Hôm thứ 8 giờ nó mới qua.